kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Được sự đồng ý của Trung ương Đảng và Bác Hồ, Đại hội Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam lần thứ 3 họp từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 3 năm 1961 đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3, ngày cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, tổ chức vào tháng 3 năm 1931, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên, làm ngày thành lập đoàn. Ngày 26 tháng 3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh. Ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã phát huy được vai trò xung kích với những gương đoàn viên hy sinh chiến đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, xứng đáng là cánh tay đắc lực và là đội dự bị của Đảng. Trong cao trào giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, đoàn đã động viên tuổi trẻ cả nước góp phần xứng đáng vào thành công to lớn của tổng khởi nghĩa, xứng đáng là quân đội xung kích cách mạng, là lực lượng tiên phong, là hạt nhân chính trị, tập hợp đông đảo lực lượng nam nữ thanh niên Việt Nam đứng lên cùng toàn dân đấu tranh kiên cường vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đoàn tập hợp hàng triệu đoàn viên thanh niên làm nhiệm vụ xung kích bảo vệ và củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, nêu cao tấm gương sáng ngời về tinh thần xả thân vì độc lập tự do, như khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ mà Bác Hồ đã căn dặn: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Đoàn đã động viên thanh niên trên các mặt trận nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu ngoan cường, đồng thời phát động trong tuổi trẻ cả nước phong trào toàn dân giết giặc với hàng loạt các phong trào thanh niên xung kích, đưa hai cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn với một Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu và một đại thắng mùa xuân lịch sử 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục gánh vác sứ mệnh to lớn là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo đường lối đổi mới của Đảng. Đoàn phát động tuổi trẻ Việt Nam hành quân theo bước chân những người anh hùng, hành quân theo chân Bác, tiếp bước cha anh đi đầu trong công cuộc đổi mới. Các phong trào thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước đã động viên hàng triệu đoàn viên thanh niên tham gia, đã xuất hiện như tấm gương điển hình trong lao động, chiến đấu, học tập, xây dựng cuộc sống mới. Phát huy những truyền thống quý báu nêu trên, các thế hệ đoàn viên thanh niên ở nước ta đã tiếp bước theo nhau, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt nhiều thắng lợi hết sức to lớn, vững bước tiến vào thế kỷ 21.